Giá heo hơi hôm nay 25 tháng 2 năm 2023 tiếp tục giảm 1.000 đến 2.000 đồng trên kg tại khu vực miền Bắc và miền Nam giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm trên diện rộng. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm nhẹ trên diện rộng và giao rộng trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng trên kg. Theo đó, sau khi điều chỉnh giảm 1.000 đồng trên kg, giá heo hơi tại Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định và Ninh Bình về mức 49.000 đồng trên kg. Tương tự, sau khi giảm 1.000 đồng trên kg, thương lái tại tỉnh Hưng Yên thu mua heo hơi với giá 50.000 đồng trên kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá heo hơi cao nhất khu vực 51.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên đi ngang. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 48.000 đến 53.000 đồng trên kg. Trong đó, Thương lái tại hai tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng đang thu mua heo hơi lần lượt với giá thấp nhất và cao nhất khu vực là 48.000 đồng trên kg và 53.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh còn lại, giá heo hơi tiếp tục được giao dịch ổn định trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng trên kg giá heo hơi tại miền Nam giảm giải rác. Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi hôm nay giảm giải rác ở một vài tỉnh, thành và giao động trong khoảng 50.000 đến 53.000 đồng trên kg. Cụ thể, sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh Long An, Cần Thơ và Kiên Giang giá heo hơi về mức 51.000 đồng trên kg. Sau khi giảm 2.000 đồng trên kg, thương lái tại tỉnh Đồng Nai đang thu mua heo hơi với giá 50.000 đồng trên kg, cùng với tỉnh Tây Ninh. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực. Các địa phương khác trong khu vực, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động, trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 53.000 đồng trên kg được ghi nhận tại Vũng Tàu, Cà Mau thân ái chào bà con.